Vâng ạ, Alo Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em về rất nhiều những chiếc quản lý nguồn, sản phẩm hàng mới tinh được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ và tất cả đều là size 1U các bác nhé. Có 3 phân khúc tiền khác nhau để cho các bác của anh em lựa chọn. Các bác cùng tham khảo chất lượng nhé, và tùy theo điều kiện kinh tế các bác sẽ chọn những chiếc quản lý nguồn để cho bộ dàn thì mình nó hợp và ưng ý nhất các bác nhá. Có lẽ là em sẽ giới thiệu hàng rẻ trước được không ạ? Model trung bình tiền, thưa các bác của anh em PS Audio P10 các bác nhá. Nhìn trực tiếp sản phẩm, chiếc quản lý nguồn này có 8 cổng qua dơ le, 2 cổng đi thẳng, có automat các bác nhá. Biểu tượng PS Audio sáng màu xanh dương rất đẹp. Tắt công tắc nguồn đúng không ạ? Nó sẽ ngắt từ 8 tới 1. Khi đóng công tắc nguồn thì sẽ mở từ 1 tới 8 các bác nhé. Sản phẩm này thì khi các bác cắm và sử dụng thì các bác sẽ cắm đẩy ở số lớn nhất, có nghĩa là số 8. Nếu có 2 đẩy thì cắm số 8 và số 7. Nếu có 3 đẩy thì cắm số 8, số 7 và số 6 các bác nhé. Có nghĩa là đẩy sẽ cắm số lớn nhất để khi tắt nó sẽ tắt đầu tiên, khi bật nó sẽ bật cuối cùng các bác nhé. Các bác có thể xem 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Ok chưa? Giá 1.400.000 đồng, bao ship tận nhà các bác của anh em, ship code COD, mọi người nhận hàng thanh toán tiền các bác nhá. Em xin nhấn mạnh lại, chiếc quản lý nguồn giá vừa tầm tiền nhất 1.400.000 đồng, 1.400.000 các bác nhá. PS Audio P10 trơn các bác nhá. Ok chưa? PS Audio P10 1.400.000, sản phẩm hàng mới nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ, tem bảo hành điện tử các bác nhá. Bảo hành 1 năm, sửa chữa lỗi 1 tháng đổi mới không cần phải sửa. Ok chưa? Mà quản lý nguồn thì nó rất rất bền các bác nhá. Tiếp theo đó chính là chiếc quản lý nguồn phân khúc thuộc phân khúc cao các bác nhá. PS Audio PC9 Pro. Đây ạ. PS Audio PC9 Pro. Ok chưa? 8 cổng qua le, 2 cổng đi thẳng các bác nhá. Và cả hai chiếc quản lý nguồn đều có đồng hồ hiển thị các bác nhá, điện áp đấy. Đây ạ. Con này thì hiển thị bằng mặt led, mặt quắc led các bác nhá. 8 cổng qua le, các bác tắt và bật bằng nút S và V kép các bác nhá, tắt đi. Cổng 8 7 6 5 4 3 2 1. Ok chưa? Bật lên. 3 4 5 6 7 8 này. Ok chưa? Giá của chiếc quản lý nguồn PS Audio PC9 Pro này thì xin được chào bán tới các bác của anh em, đó là 1 triệu các bác nhá. 1.800.000 đồng, em bao ship cho các bác của anh em. Ok chưa? 1.700.000 xin lỗi các bác, 1.700.000. Rất chuẩn chỉ luôn ạ. Đấy, em tắt đi này. PC9 Pro 1.700.000, 8 cổng có le, 2 cổng đi thẳng các bác nhá. Và khi nó ngắt hết thì các bác có thể ngắt automat. Đó, hết điện áp luôn, bảo vệ đồ rất là chuẩn chỉ các bác nhá. 1.700.000 đồng em bao ship. Sản phẩm rất nhiều các bác nhá, PC9 Pro đúng không ạ? Và tiếp theo đó là một chiếc quản lý nguồn đời cao các bác nhá, của PS Audio, mã số là PC10 Pro các bác nhá. Ok chưa? Em xin được báo giá luôn cho chiếc quản lý nguồn này. 2.100.000 đồng em bao ship các bác nhá. 2.100.000 đồng bao ship cho các bác của anh em. Em xin phép là sẽ tắt đi này, đúng không ạ? 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Ok chưa? Và chiếc này thêm được một chức năng, đó là khi các bác không sử dụng, chỉ cần tắt như này nó sẽ tự tắt nguồn cho các bác của anh em trong vòng khoảng 10 đến 15 giây. Các bác cùng xem nhé, tí nó sẽ tắt nguồn điện đi luôn. Ok chưa? Mình không phải tắt. Ok chưa? Đã tắt xong các bác nhá. Đó, 3 chiếc quản lý nguồn cho 3 model. Em giới thiệu lại, model cao cấp nhất đó là PC10 các bác nhá, PC10 Pro. Ok chưa? Giá 2.1 triệu các bác nhá. Vẫn có những chương trình siêu khuyến mại cũng mới giảm giá cho các bác, của anh em khi mọi người gọi điện trực tiếp. Nói chung là giá của em luôn lúc nào cũng là tốt nhất cho sản phẩm của PS Audio các bác nhá. 2.1 triệu, ok chưa? PC10 Pro, PC9 Pro là 1.700.000 đồng, P10
thì là 1.400.000. Ok, rất chi tiết rõ ràng đúng không ạ? Hàng mới tinh nhập khẩu các bác nhá. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những chiếc quản lý nguồn hàng mới của PS, hãy liên hệ cho em, giá luôn tốt nhất, gửi hàng nhanh nhất, chất lượng là tốt nhất. Trân trọng cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Và em có bán cả trả góp các bác nhá. Em giao hàng toàn quốc, các bác cứ báo đơn em sẽ gửi hàng đến tận nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Em xin được gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.